Hello mọi người. Phỏng vấn đi. Mọi người có khỏe hay không? Mọi người có khỏe hay không? Mọi người là ai? Mọi người là ai? Đang xem á. Là các bạn đang xem đó. Ủa đang quay hay đang live stream vậy? Dạ quay. Đang quay. Ủa. Thôi quay thì xin chào. Chào mọi người. Đang chim cũng xin chào hả? Hôm nay anh Thúc với chị Ngọc là mặc đồ đúng không? Chúng mình có chung một stylist cho nên là thật sự là mình không biết mình sẽ mặc đồ gì chưa. Xin giới thiệu stylist xuất sắc của Minh Thúc và Ngọc đây nha. Bữa nay phải phạt stylist nha mọi người, trừ tiền stylist. Sao vậy? Đồ đẹp mà. Có sự quyến rũ nhẹ. Trời ơi, phải ê cái này anh thưởng nha Dũng, anh thưởng cho em thêm đó. Hay kỳ ghê, hay gì ghê. Người ta đẹp như vậy mà anh nói phạt ta gì đúng không? Xuất sắc quá trời. Bữa nay tao là sinh viên các bạn chưa có ra đời đúng không? Mình chúng ta càng ngây thơ trong sáng. Đúng không? Em mình sẽ phải em sẽ luôn như vậy, mình đặt một cái tay lên tim. Một trái tim và cảm nhận trái tim đang đập. Đang đập gì à? Có cần phụ không? Không anh, em không cần anh phụ nha. Anh muốn lên khắp mặt báo không anh phụ em. Giả bộ tình tứ đó hả? Giúp đỡ thôi. Ủa mấy em này là giúp đỡ đòi đặt bàn tay lên trái tim của tôi. Ủa vậy hả? FC của em với anh Cường quá lớn rồi. Ôi, rồi chết rồi. Rồi. FC của em được cái là chị xe. Em có kiếm miếng anh Duy Ngọc nữa. Ghê thiệt. Vậy giờ rốt cuộc là em bên phe nào? Em nhiều phe lắm chị, chứ đâu có quá trời. Em là fan chạy xô đúng không? Đúng rồi, fan chạy xô. Em được cái chạy xe rất là bền bỉ, chạy từ Cần Thơ, Long Xuyên qua đây á. Chạy xe máy hả? Chạy xe máy á. Xe máy á. Thiệt luôn á. Toàn là má tốc độ không ấy chứ không phải là người bình thường. Quá xịn rồi. Nhưng mà em còn bị trong cái không nữa. Cái đó mình kể không chứ. Em kể sao mà lên. Em kể sao mà TikTok người ta bị cấm rồi kìa. Cấm la được kìa. Đó là tại tại ảnh. Vậy hả? Do mấy em mồi. Đúng rồi, tại tôi thương mấy em quá. Xà lơ quá. Xà lơ. Tại tôi thương mấy em quá. Dạy gì xà lơ quá cho nên bị cấm like 7 ngày luôn. Trời sao trong nó đông quá kìa. Okay. Các bạn đã tập trung quá. Em nhờ đúng không? Ý là nhờ đúng không? Nhờ thì phải nói nhờ. Trời đất ơi, chứ đâu có ai rảnh đâu cưng. Tới chị vô đi, em chụp cho. Muốn chụp ngay, chụp dọc, chụp méo gì, em chụp cho. Chụp với ba người. Giờ muốn chụp với ba người đúng không? Rồi, tụi em vô. Vô, vô. Đang đứng, cái view đang đẹp đó. Chào chào. Rồi, vô full chưa? Ai đều trắng mà đứng như Ngọc Vinh Thức kìa. Mình chia đều ra hai bên đi bé. Lùi xíu đi. Ừ, rồi vô nè. Lùi xíu đi mọi người ơi. Lùi xíu nè. Rồi ok nha. 1, 2, 3. Rồi one more. 1, 2, 3. Ok vô. Tôi xong. Cảm ơn mọi người. Nơ, nơ có theo đó hả? Trời đất ơi. Có trả tiền xăng cổ cho ta không mà. Không quên. Đứa 50 nha. 1, 2, 4, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, đồng em ơi, nó cử mấy đứa này đi để coi video call để cho tụi nó gặp nghệ sĩ luôn. Đó, phải trả phí chứ. Trời ơi, tiện ghê ha, một công đôi chuyện. Một công mà ba chuyện. À. Thật ra anh là fan Vương Quốc Cường thôi à. Nhưng mà anh ai ké đúng không? Tụi em FC tôi mà trên TikTok của tụi em là toàn ghép clip anh Cường không, mà tụi em FC vẫn chưa. Em đừng có gì nữa. Hay là cái giọng nói của anh Lộc như mặt anh Cường đúng không? Vậy là cậu phải coi lại cách ăn ở sao mà người ta để các bạn để là FC Quỳnh Thi nhưng mà ta ngóp clip anh Cường. Tôi cũng thấy cách ăn ở tôi không có vấn đề. Coi lại cách dạy học nha. Coi lại cách tôi sẽ soạn giáo án. Tôi sẽ soạn giáo án lại. Bớt xà lơ lại hả? Đợt này tôi sẽ lên TikTok tôi mở chú đề bi nhiều hơn. Nhạc nền chú đề bi hả? Bữa có bữa mở thầy thích kinh nghiệm nữa. Em muốn các bạn nó phải minh niệm. Bởi vậy Vinh nó làm cho cấm like 7 ngày đó. Không có cái vụ like 7 ngày là vụ kia. Hay là bữa sau mình like mình mở thầy nít thích minh niệm nhưng mà mình nhếch môi thôi. Dạ được cái đó không được. Giống như mình thuyết giảng hay không? Em chỉ mở em ngồi cười thôi. Thi bị cấm like 7 ngày đúng không? Tại vì dạy học xà lơ đúng không? Không phải. Tớ sẽ mua cho cậu một cây son. Xăm cái chú đại bi á để cho cậu hoa lên. Sơn dưỡng nha. Chứ sao mà có một cái màu là nó bị kỳ lắm. Thì trên app TikTok thì nó cũng có màu sẵn rồi.
Mở khẩu trang ra, mở khẩu trang ra cho đẹp, mở khẩu trang ra cho đẹp. Mở khẩu trang nè. Từ từ mở khẩu trang lên. Sáng thì chắc có này ok chưa? Để chứ để về nhanh.